chào mừng các bạn lại quay trở lại với chương trình Chủ nhật cùng CAD. Và hôm nay là một cái clip tương đối là đặc biệt, cũng vừa qua Noel rồi, không biết là các bạn có còn đi chơi lễ vào ngày hôm nay không ha. Thì CAD chúc bạn đã có một ngày lễ thật là tuyệt vời, cũng như là thời gian sắp tới đây công việc và mọi thứ của bạn đều sẽ được thuận lợi nha. Rồi, hôm nay nhân cái clip Chủ nhật cùng CAD tập số 5 thì CAD muốn gửi tới các bạn một cái tin vui, đó là sắp tới CAD sẽ tiếp tục ra đều đặn hơn những cái chuỗi clip, tại vì mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó cũng đã cho phép và cái giọng nói nó cũng dần trở về vị trí cũ rồi, nên là cái lịch phát sóng của chúng ta sẽ là từ thứ hai đến thứ sáu là radio podcast với cái truyền tải là giọng nói. Rồi thứ bảy sẽ là một ngày nghỉ và chủ nhật sẽ tiếp tục là chuỗi clip Chủ nhật cùng CD. Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi ngày hôm nay á, một cái chủ đề mà CD được rất là nhiều bạn hỏi, rất là nhiều luôn nha. Các bạn hay hỏi CD rằng á, chị ơi hoặc là em ơi, mình rất là muốn viết, bắt đầu viết, thì bây giờ nên bắt đầu từ đâu? Và kiểu như các bạn cảm thấy là mình cũng thích viết á, nhưng mà các bạn vẫn còn đâu đó một cái sự hoang mang nhẹ. Các bạn không biết mình nên bắt đầu từ cái gì và mình có thể theo được cái nghiệp viết này lâu hay không. Đó, các bạn kiểu như các bạn đang còn phải suy nghĩ quá nhiều để bắt đầu một cái điều gì nó mới. Và ở đây chúng ta nói về viết lách thì theo CD thấy thì đa phần các bạn khi mà đã có cái thắc mắc này thì các bạn đều có khả năng viết rồi. Đọc qua những cái bài của các bạn đôi khi CD cảm thấy wow, nó thật sự rất là hay luôn. Và tại sao một cái người có khả năng viết như vậy mà bây giờ còn chưa bắt đầu viết nữa mà các bạn lại suy nghĩ? Thật ra đôi khi các bạn đã bắt đầu viết từ lâu rồi mà các bạn không để ý thôi. Những cái status ở trên Facebook nó là những cái tiền đề để các bạn có thể theo đuổi cái sự nghiệp viết lách này mà các bạn không biết thôi. Và hôm nay á, CD sẽ bật mí cho các bạn, nhất là những bạn đang yêu thích viết mà không biết bắt đầu từ đâu. Nghe xem cái clip ngày hôm nay và chuẩn bị cho mình một cái hành trình đường dài nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô đề luôn nè. Đầu tiên á, ngày xưa CD cũng như các bạn vậy, mình cũng không có nghĩ là mình có khả năng viết và mình cũng không có biết là những bài viết của mình có được ai đó đón nhận hay là thậm chí nó tạo được một cái hiệu ứng hay là một cái giá trị gì đó cho người đọc hay không. Mình không có nghĩ xa xôi như vậy và đương nhiên mình cũng không bao giờ nghĩ là mình có tạo ra được thu nhập từ cái ngành viết này hay không nữa. Tại vì trước giờ CD là một nhân viên bán hàng, một người sale. Và từ nhỏ đến lớn là truyền thống gia đình đã là buôn bán rồi, nên là không có nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhà văn hay là tác giả rồi mình cung cấp những cái sản phẩm, những cái tác phẩm đến với người đọc hay là cộng đồng cả. Đây là một cái bước ngoặt lớn. Nếu bạn nào đã theo dõi cái hành trình phát triển của CD thì sẽ hiểu. Thì các bạn cũng hiểu rằng CD không phải là một người được đào tạo bài bản để gia nhập vào cái ngành viết lách hay là tác giả. CD cũng như các bạn thôi. Và CD cũng kết thúc ban đầu, CD cũng không có một cái niềm tin gì là mình có thể theo đuổi cái nghề này cả. Và cũng không có nghĩ là mình sẽ tạo được một cái thương hiệu cá nhân hay là một cái cộng đồng nào hết. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang phát triển rồi các bạn, thì CD chia sẻ lại ngay. Đầu tiên á, là CD nói lại những cái điều mà mình cảm thấy và mình đã trải qua. Thì nếu các bạn cảm thấy là mình có thể áp dụng được thì rất là may mắn. Còn nếu các bạn cảm thấy nó chưa có hài lòng, nó chưa có đủ độ phê với các bạn á, thì các bạn có thể tìm thêm nhiều tư liệu ở trên YouTube hoặc là Google nha. Không bắt buộc phải đi theo mình, nhưng đây là những gì mình đã trải qua và mình cảm thấy là nó thật sự giúp ích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần chia sẻ luôn. Thì khi mà các bạn muốn viết lách mà các bạn không biết bắt đầu từ đâu á, đó là một cái điều bình thường. Các bạn hãy hiểu đây là một tâm lý bình thường. Giống như việc các bạn muốn bắt đầu một cái gì đó thì các bạn sẽ luôn có hai cái tâm lý nó xuất hiện song song với nhau. Cái tâm lý đầu tiên á là
hứng khởi, thích thú và rất muốn làm cái điều này. Nhưng cái tâm lý thứ hai nó xuất hiện, đó là sự sợ hãi. Chúng ta sẽ sợ rằng à, không biết là làm như vậy là có đúng hay không, lỡ làm sai thì như nào, và thời gian mình dành cho nó như vậy á thì có xứng đáng hay không. Có rất nhiều nỗi băn khoăn lo lắng ở trong đầu của các bạn vào lúc này. Thì đây là cái tâm trạng bình thường, lúc nào cũng xuất hiện hai cái á. Chúng ta luôn mâu thuẫn các bạn à, luôn mâu thuẫn. Thì khi mà các bạn bắt đầu á, cái thời điểm các bạn bắt đầu là cái sự thích thú nó lớn hơn cái nỗi sợ ở trong người các bạn. Đơn giản như vậy thôi. Khi mà các bạn đã đủ thích rồi, giống như các bạn đã đủ yêu một người, đã đủ thích một người rồi, thì không có cái nỗi sợ nào có thể ngăn các bạn đến cái việc tỏ tình người ta cả. Thì theo đuổi cái sự nghiệp viết lách này cũng vậy. Khi mà các bạn đã cảm thấy quá thích, quá yêu cái công việc gõ phím lách cách hàng ngày, cái việc là viết ra những cái bản thảo hàng ngày của mình á, thì các bạn sẽ bắt đầu viết. Và trong cái câu hỏi để bắt đầu viết thì làm cái gì, thì nó đã có câu trả lời rồi các bạn. Đó là cứ viết thôi, viết bằng mọi cách. Không nhất thiết các bạn phải có lab thì các bạn mới viết được. Các bạn viết trên điện thoại, viết trong những cái note, viết ra ngoài giấy. Nói chung các bạn cứ dùng mọi cách có thể ghi lại những cái cảm xúc, những cái mình muốn chia sẻ với mọi người xung quanh. Hãy bắt đầu từ cái việc đơn giản nhất là đặt bút ra và viết. Thế thôi, đừng có suy nghĩ gì nhiều hết. Mình cứ viết ra rồi mình mới biết được là mình viết hay là không. Và mình viết ra, mình viết cho cộng đồng, mình ức công khai thì sẽ chắc chắn có người đọc. À, những ai ghé qua người ta cảm thấy hay thì người ta để lại bình luận hoặc là những cái nút like. Còn có những người người ta đọc, người ta theo dõi bạn nhưng mà người ta không có để lại cho bạn một cái dấu hiệu gì cả. Đến một ngày bạn không viết nữa thì họ lại inbox, họ lại hỏi là ủa sao lại không viết. Đó là những cái trường hợp mà CD đã gặp phải. Các bạn hãy yên tâm đi, chỉ cần các bạn thật sự nghiêm túc với cái công việc này thì chắc chắn sẽ có được những cái thành quả trong tương lai mà thôi. Khi mà các bạn còn đang do dự là mình có bắt đầu được hay không và bắt đầu từ đâu thì người ta đã đi rồi, người ta đã bắt đầu từ lâu rồi. Vậy nên đừng có do dự nữa, hãy quyết đoán lên. Và nếu mình cảm thấy à, thật sự mình rất vui khi mà mình được viết những cái con chữ mình tạo ra, những cái câu từ mình tạo ra được người khác đọc và khen ngợi, thì cái niềm vui đó, niềm sướng đó mình không quên được. Mình cảm thấy là đây là cái điều làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn mỗi ngày, thì các bạn nên bắt đầu viết từ ngay bây giờ đi. Ngay sau khi xem cái clip này xong, các bạn hãy lập tức viết cho mình. Ý tưởng có rất nhiều ở trong không khí các bạn. Các bạn chỉ cần bắt một cái là có ý tưởng, bắt một cái là có ý tưởng. Đảm bảo với các bạn là có rất nhiều ý tưởng, không bao giờ thiếu. Và kể cả chúng ta có trùng ý tưởng với nhau thì cái cách hành văn, cái cách viết, cái cách chơi chữ của mỗi người nó cũng sẽ rất khác nhau. Giống như là khi mà các bạn đi chợ đi, các bạn mua rau, mua thịt, mua cá, mua gia vị rồi đúng không? Thì cũng bao nhiêu thứ như vậy, người ta cũng mua, bạn cũng mua, người ta có, bạn cũng có. Nhưng tại sao có người nấu ăn ngon, có người nấu ăn lại không ăn được? Thì con chữ cũng như vậy, cùng một chủ đề đó, cùng những cái câu từ đó, nhưng mà cái cách sắp xếp ý, cái cách ngắt đoạn, cái cách chơi chữ khác nhau thì sẽ làm ra những cái bài văn khác nhau. Và đương nhiên thì các bạn cũng không cần phải suy nghĩ rằng mình có viết hay hơn được người này, mình viết có dở hơn người kia hay không. Các bạn cứ là các bạn trước trong từng câu văn của mình đã, rồi hãy suy nghĩ tới những cái vấn đề khác nó xa xôi hơn, để mà ý tưởng của các bạn nó liên tục và nó xuyên suốt á, thì các bạn hãy làm một cái điều này. Đây là một cái mẹo mà CD đã từng chia sẻ ở trong một cái radio khác. Đó là làm cách nào để không cạn ý tưởng á, thì CD sẽ gắn cái clip đó vào cuối cái clip này để các bạn có thể theo dõi thêm cái việc là chúng ta làm thế nào để ý tưởng nó dồi dào ha. Rồi thì một cái mẹo nói trước, đó là các bạn hãy chuẩn bị cho mình, trong điện thoại thì có cái note đúng không? Còn ở ngoài thì hãy cố gắng đem theo một cuốn sổ nhỏ nếu mà chúng ta không có điện thoại. Khi các bạn có những ý tưởng nào thì các bạn ghi ngay vào đó. Và từ cái ý tưởng đó các bạn hãy phát triển ý nó ra khi mà mình rảnh rỗi. Tại vì ý tưởng một ngày của các bạn có rất là nhiều luôn nếu các bạn chịu ghi ra. Tại vì có những ngày CD ghi và thấy được là mình có được khoảng tầm 20 ý tưởng một ngày đó các bạn.
20 ý tưởng một ngày, nếu mình không ghi ra thì chắc chắn mình sẽ không nhớ được đâu. Vậy nên các bạn phải cần chú ý cái chỗ này, là hãy ghi ra bất kể lúc nào và ở đâu. Chỉ cần có ý tưởng xẹt ngang đầu là các bạn ghi ra liền. Chắc chắn là từ những cái ý tưởng đó sẽ có vài ba bài trở thành những cái đề tài xuất sắc, và sẽ giúp cho các bạn có những cái tác phẩm gọi là để đời á. Có thể là như vậy. Nên các bạn đừng có lãng phí ý tưởng của mình nha, nhớ ghi lại. Rồi một cái điều nữa mà CD muốn nhắn gửi với các bạn á, đó là nỗi sợ của mình. Hãy biết cách vượt qua cái nỗi sợ của mình. Ai cũng sẽ có những cái nỗi sợ cả. Và các bạn hãy nghĩ một điều đơn giản như thế này: trước khi mà chúng ta tập đi, chúng ta biết đi, thì có phải là chúng ta đã phải té rất là nhiều không? Và nếu chúng ta sợ té thì chắc hiện tại bây giờ tất cả những con người ở trên trái đất này, ở trên Việt Nam này, không ai biết đi cả. Nỗi sợ luôn tồn tại các bạn. Và nếu mình vượt qua được cái nỗi sợ đó thì chắc chắn mình sẽ có một cái con đường tương lai rất là rộng mở. Vậy nên cái chuyện mà các bạn sợ viết sai, sợ viết không có ai đọc, sợ viết dở, bị chê, bị chửi vân vân, đó là một tâm trạng rất bình thường. Và điều mà chúng ta cần học là vượt qua nó, chứ không phải là trốn tránh nó. Tại vì vốn nếu các bạn đã yêu thích viết thì CD tin chắc rằng ở trong các bạn sẽ có một cái mầm móng có thể viết hay được. Chẳng qua là các bạn không nhìn ra, các bạn chưa tạo cơ hội để nó phát triển mà thôi. Phải cố gắng lên cái phần này nha. Cái nỗi sợ của các bạn phải tìm cách vượt qua nó. Rồi một cái điều quan trọng mà CD muốn các bạn cực kỳ lưu ý ở đây, đó là một cái linh hồn của từng câu chữ, đó là cảm xúc. CD nhấn mạnh chỗ này nha. Khi mà các bạn muốn viết hay, viết tốt thì các bạn phải nuôi được cái cảm xúc của mình và truyền tải được cảm xúc của mình qua những cái câu từ. Từ đó độc giả khi mà đọc, họ sẽ cảm nhận được và đồng cảm với bạn qua từng cái câu văn. Cái điều hạnh phúc nhất của cái người tác giả không phải là chúng ta kiếm được nhiều tiền từ những cái câu chữ, mà là được độc giả đón nhận và đồng cảm. Nó giống như việc giao tiếp vậy. Khi mà độc giả đọc cái cuốn sách, đọc cái bài văn của các bạn và cảm nhận được cái ý tứ các bạn muốn truyền tải, cũng như cái cảm xúc của cái nhân vật trong đó mà tác giả muốn độc giả hiểu, rồi người ta bình luận ở phía dưới, và giữa tác giả và độc giả được giao tiếp với nhau qua từng con chữ, đó là một cái điều vô cùng hạnh phúc các bạn. Nó giống như việc hai người chưa từng gặp mặt mà lại yêu nhau vậy đó. Nó rất là thú vị. Chúng ta gặp nhau qua từng con chữ, từng mặt chữ. Và để trở thành một người tác giả, ở đây CD cũng chưa trở thành là một người tác giả nổi tiếng, nên mình cũng không có thể chia sẻ được về cái cảm giác nổi tiếng như thế nào. Nhưng mà CD đã được độc giả đồng cảm qua những tác phẩm và cảm thấy vô cùng hạnh phúc và một chút xíu tự hào về cái việc mà mình đã làm. Các bạn, nếu các bạn thật sự yêu thích cái việc viết và cảm thấy cái việc viết nó có thể làm cho cuộc sống của bạn có thêm nhiều màu sắc, thì ngay bây giờ, ngay lúc này các bạn hãy tập cái cách là mình truyền tải cảm xúc nó vô trong từng cái câu chữ đi. Đừng có viết một cách máy móc, đừng có copy paste của người này một chút, của người kia một chút. CD thấy rất là mắc cười nha. Có nhiều bạn bây giờ á, thật sự các bạn có khả năng viết chứ không phải là không, nhưng mà các bạn lại chọn một, đi theo một cái con đường gọi là tà đạo á. Các bạn sao chép của người này một chút, xong rồi các bạn sao chép của người kia một chút. Ở đây CD dùng từ sao chép có nghĩa là các bạn ghi gần như nguyên văn của người ta luôn. Xong rồi các bạn cứ lấy người này một khúc, người kia một khúc, xong các bạn gắn đầu gắn đuôi vô, xong rồi làm thành cái tác phẩm của các bạn. Và các bạn không trích nguồn. Còn cái việc mà CD rất hoan nghênh đó là học hỏi. Các bạn có thể học hỏi rất nhiều từ những tác giả khác. Và hầu hết những các bạn tác giả đều rất là tốt tính. Ví dụ như là đọc bài văn của các bạn và góp ý, người ta sẽ không ngần ngại làm cái điều đó, hoặc là sửa lỗi chính tả cho các bạn nè, hoặc là góp phần ý tưởng cho các bạn.
nhiều tác giả người ta vẫn làm như thế, và bản thân CD cũng vậy. Thậm chí là có nhiều bạn nhắn tin và xin những cái bài viết của CD để về chuyển thể thành podcast của các bạn đó luôn. Và các bạn đó nói là sẽ ghi nguồn này kia, nhưng mà thật sự khi mà các bạn đã mở lời như vậy thì CD sẽ không bao giờ nỡ từ chối. Miễn là các bạn muốn đưa cái câu chữ của CD ra ngoài để giúp cho nhiều người hơn nữa, người ta tiếp cận được với cái suy nghĩ tích cực, với những cái điều hay thì ok hết. Đó, thì các bạn vô tư học hỏi thôi. Nhưng mà mình học hỏi một cách lịch sự và mình biết ghi nguồn, cũng như là mình học hỏi có chọn lọc. Giống như cái việc là các bạn đọc sách nè, đúng không? Các bạn đọc sách có nghĩa là các bạn tiếp thu kiến thức vô đầu. Xong rồi, nếu các bạn đọc một cái tác phẩm của một cái tác giả và các bạn đọc nhiều lần, hoặc là các bạn đọc nhiều cái tác phẩm của một tác giả, thì chắc chắn là cái giọng văn của các bạn sẽ đâu đó có hơi hướng của cái vị tác giả này bị nhiễm với các bạn. Nhưng nó vẫn là văn của các bạn, vẫn là cách ghi chữ, cách phân bố đoạn đó, cách chơi chữ của các bạn, chỉ là hơi hướng thôi. Đó là mình học hỏi và mình thấm cái chất của người tác giả mà mình đang học hỏi đó, thì nó hoàn toàn là vô tình. Còn cái việc mà sao chép y chang của người ta xong rồi ghi thành của mình, trời ơi, CD rất là ghét, thật sự rất là ghét luôn á. Các bạn mới bắt đầu vô nghề á, thì mong các bạn hãy cố gắng có một cái chất riêng của mình. Hãy ghi theo cái lối ghi mà mình cảm thấy là mình tự nhiên nhất, mình được là chính mình nhất khi mà mình viết. Không có cái gì hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn khi mà các bạn được là chính mình khi mà gõ phím. Mỗi lần mà CD viết bài, một cái bài tầm chưa tới 1.000 chữ là cũng mất đâu đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Tại vì mình vừa viết, mình vừa nghĩ, sau đó mình sửa lỗi chính tả nữa các bạn. Thì không biết các bạn khác có nhanh hơn hay không, chứ CD là như vậy. Và các bạn hiểu rằng cái tâm huyết mình đặt vô cái bài đó rất là nhiều. Kể cả các bạn có đồng ý, đồng tình hay là các bạn phản đối, thì tại cái thời điểm mà CD viết ra cái bài đó là mình đã cảm thấy đã rồi. Mình cảm thấy được là chính mình, và mình truyền được cái cảm xúc vô trong từng cái câu chữ đó là một cái điều rất là thích thú. Và các bạn hãy bắt đầu làm ngay bây giờ thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thích thú đó như thế nào. Rồi, cái phần tiếp theo nữa mà CD muốn nói với các bạn á, như hồi nãy giờ nói là cảm xúc đúng không? Thì nếu chuyện gì xảy ra khi một ngày mình mất đi cảm xúc và mình không thể viết được, mình có ý tưởng nhưng mà mình không tìm được cái cảm xúc để mình cho vào cái bài viết, thì cách nào để chúng ta có thể nuôi lại cảm xúc? Thì đây là những cách mà CD đã làm khi bắt đầu viết, và cũng như gặp phải những cái lúc mà bị chán. Những cái điều này là CD đã viết ra thành một bài ở trên blog CD1992. Các bạn cứ Google gõ chữ blog CD1992 là ra, và kéo xuống thì sẽ có bài là chán viết, hội chứng của những người hay viết hoặc là muốn viết lách hay thì chúng ta làm cách nào. Ở trong đó có hai bài. Bây giờ CD sẽ nhắc lại và sau đó có gắn link ở phía dưới, các bạn có thể coi để tham khảo thêm ha. Rồi, đây là những cái cách nè. Đầu tiên, khi mà chán viết thì các bạn nhớ là hãy uống nước. Đó, thì tại vì đôi khi chúng ta ngồi quá nhiều trên màn hình máy tính thì mắt chúng ta nó bị chá và mệt cái đầu, nên là chúng ta cần có nước để cơ thể nó thanh lọc lại, nó mát hơn. Rồi tiếp theo là các bạn nên nghe nhạc. Những cái bài nhạc mà nó làm cho tâm trạng các bạn thoải mái, nhạc gì cũng được, miễn các bạn cảm thấy vui, thoải mái, xả stress khi mà nghe nhạc đó. Thì CD hay nghe nhạc thiền khi viết. Rồi tiếp theo là các bạn có thể ngồi thiền. Trước khi viết các bạn nên ngồi thiền khoảng chừng 5-10 phút. Không cần quá lâu đâu, ngồi để cho cơ thể mình nó tịnh lại, những cái cảm xúc tiêu cực nó qua đi bớt, thì khi đó tâm trạng của mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều nha. Hoặc là các bạn có thể đi ra ngoài và bỏ hết mọi cái việc làm cho các bạn nặng đầu đi. Khi mà chúng ta ra bên ngoài, chúng ta đi bộ vận động, máu lưu thông tốt hơn, không khí trong lành hơn, cây cảnh, con người sẽ giúp cho bạn có một cái cảm xúc nào đó về cái ý tưởng mà bạn đang bị bí chẳng hạn. Rồi tiếp theo một điều nữa là nhớ ghi ra những việc hàng ngày mà mình phải làm. Ví dụ là ngày hôm nay là mình phải viết cái bài content này cho khách, ngày hôm nay là mình phải viết truyện, ngày hôm nay là mình phải trả bài cho độc giả.
Đó. Và ngày hôm nay mình cho độc giả mình ăn những cái món ăn tinh thần như thế nào. Đó, mình ghi vô, mình làm những cái gì, mình phải làm những cái gì ghi vô. Một ngày khoảng 5 việc là cũng đủ rồi các bạn. Tự giao deadline cho mình là ngày hôm đó phải hoàn thành nha. Còn nếu hoàn thành không được thì cũng không sao, ít ra thì chắc chắn rằng các bạn sẽ hoàn thành được nhiều hơn so với các bạn không ghi. Rồi một cái điều nữa mà CD làm khi mà chán hoặc là không có cảm xúc khi viết đó là đọc sách. Đáng lý cái chuyện đọc sách này là CD phải đưa lên đầu luôn á. Đọc sách rất quan trọng các bạn. Tại vì đó là cái cách mà mình thu nhận những cái kiến thức cũng như là cái cách viết, cái lối hành văn của rất là nhiều tác giả khác nhau. Rồi mình trộn lại, rồi mình hình thành nên cái chất riêng của mình dựa trên những cái điều mà mình đã đọc được, rất là quan trọng luôn. Khi các bạn đọc sách đủ nhiều thì các bạn sẽ cảm thấy được cái tầm quan trọng của nó ảnh hưởng đến cái việc viết của các bạn như thế nào. Không cần phải nói nhiều về cái việc đọc sách này nữa. Đọc sách rất là tốt đối với những người theo cái ngành viết lách như là tụi mình nha. Nhớ đọc sách. Rồi một cái điều cuối cùng nữa thôi, đó là các bạn hãy nghĩ đến những cái thành quả mà mình có thể đạt được khi mà mình viết xong cái đề tài này hoặc là mình viết xong cái bài này cho khách hàng của mình. Đó, nếu mà những bạn nào mà đi theo cái thiên hướng là content viết những cái sản phẩm cho khách hàng á, thì chắc chắn là mỗi bài các bạn sẽ nhận được một cái khoản nhuận bút thù lao. Đó, thì các bạn nghĩ về cái trường hợp là mình làm xong thì mình sẽ nhận được bao nhiêu và có khi mình được thưởng bao nhiêu. Còn nếu các bạn mà đơn thuần viết vì đam mê thì các bạn sẽ nghĩ được rằng là cái bài này khi mà độc giả đọc, độc giả sẽ cảm thấy vui, cảm thấy đồng cảm hay là cảm động với những cái nhân vật mà mình đã vẽ ra, những cái cốt truyện mà mình vẽ ra. Hoặc là sau này mình sẽ có những cái cuốn sách cho riêng bản thân mình về những cái chủ đề phát triển bản thân hay là tình yêu, ngôn tình hay là tuổi thơ vân vân. Khi mà các bạn nghĩ được những cái thành quả thì các bạn tự nhiên có cái động lực để các bạn cố gắng. Mà các bạn đã có động lực rồi thì không có lý do gì các bạn không có cảm xúc để các bạn viết cả. Thì hãy nghĩ về những cái thành quả, thành công, thù lao mà mình nhận được khi mình làm xong cái ý tưởng này, thì cảm xúc nó sẽ lại đến với các bạn thôi. Hãy tin là như vậy. Một cái điều quan trọng mà CD muốn nói thêm á, là chúng ta hãy cố gắng tích cực mỗi ngày. Dù mỗi ngày không có gì vui, không có gì tích cực, thì cũng phải cố gắng gieo cho mình những cái suy nghĩ thật là tích cực. Mặc dù là ngày hôm đó mình không có gì thuận lợi hết, hoặc là bất lợi hoàn toàn luôn, nhưng mà mình hãy nghĩ rằng ít ra cái chuyện này nó xảy ra không đến mức tệ hại như vậy. Ít ra là mình bị xui, nhưng mà trong cái xui mình cũng có cái hên. Đó, kiểu như vậy. Thì khi mà các bạn đã gieo cho mình đủ những cái tích cực thì đến một cái thời điểm nào đó, bất kể những cái sự việc gì xảy ra, các bạn cũng sẽ mặc nhiên đón nhận. Và vì các bạn luôn mang cái tâm thế tích cực nên những cái ý tưởng ở trong đầu các bạn khi mà tuôn ra ngoài thì những cái cảm xúc bạn truyền cho nó cũng rất là tích cực. Và độc giả đọc được nha, độc giả cảm nhận được là cái bạn tác giả này đang tích cực hay tiêu cực. Đó, rất là hay. Đừng có nghĩ là độc giả không biết gì nha. Độc giả rất là thông minh và rất là đồng cảm với người tác giả nếu các bạn chịu lấy cái tâm của mình ra viết. Rồi, những cái điều mà CD vừa chia sẻ ngày hôm nay hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn, nhất là những bạn đang còn bỡ ngỡ, đang còn suy nghĩ là có nên tham gia vào cái ngành viết lách hoặc là bắt đầu tìm hiểu về cái việc viết hay không ha. Đương nhiên quyền quyết định là của các bạn, nhưng mà lời khuyên của CD là hãy bắt đầu viết từ ngày hôm nay đi. Nếu mà trễ hơn e rằng là các bạn sẽ hối hận đó. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã dành thời gian của mình để xem clip Chủ nhật cùng CD tập số 5 này nha. Rồi, hy vọng là các bạn đã có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Gặp lại các bạn sau vào ngày thứ hai. Bye bye.